Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có văn bản yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau ra soát xử lý theo thẩm quyền vụ biệt thự đẹp nhất Cà Mau mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình vì xây dựng không đúng quy định. Cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi chi tiết ngay sau đây. vài tháng trước, tài khoản Facebook mang tên HT liên tục chia sẻ hình ảnh phát trực tiếp quá trình xây dựng biệt thự nằm trên tuyến đường Quảng Lộ Phụng Hiệp, ấp 6, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, và giới thiệu đây là biệt thự đẹp nhất tỉnh Cà Mau. Sự việc khiến dư luận chú ý bàn tán. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định cả hai thửa đất không đủ điều kiện để chuyển mục đích sử dụng từ đất nuôi trồng thủy sản sang đất ở tại nông thôn, không phù hợp với quy hoạch xây dựng gia đình nghị tạm dừng thi công. Công trình bao gồm khối nhà chính có diện tích xây dựng gần 300 m2, 3 tầng đã hoàn thành khoảng 90%. Nhà cặp hàng rào diện tích xây dựng 339,74 m2. Sau đó, Ủy ban dân thành phố Cà Mau đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 triệu 500 ngàn đồng đối với ông Hồ An Tập, chủ ngôi biệt thự, về hành vi vi phạm hành chính, chuyển đổi đất nuôi trồng thủy sản sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Sau thời hạn cho chủ hộ từ tháo dỡ, Ủy ban dân thành phố Cà Mau trình phương án cưỡng chế công trình này.